chào cha và chào cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Con tên là Lưu Thị Hồng, con 53 tuổi, con đến từ Tây Bắc, Sơn La. Tên gì? Con tên là Lưu Thị Hồng. Lưu Thị Hồng. Lưu Thị Hồng. Lưu Thị Hồng. Lưu Thị Hồng là người dân tộc gì? Con là dân tộc Thái, ở Sơn La. Đây, con được ơn gì của Chúa Lưu Thị Hồng ra đây cho mọi người thấy Lưu Thị Hồng đẹp cỡ nào. Dân tộc Thái Sơn La, cho mọi người tràng tay người dân tộc. Thưa cha, tháng 3 vừa rồi là con gái của con đưa cháu ngoại của con lên đây. Cháu ngoại của con là bị viêm họng này. Cháu từ hồi đẻ ra, ăn xong là cứ ói ra, xong là chưa biết nói. Bây giờ cháu đã được ơn của Chúa là cháu không ói nữa bây giờ nè, nhưng mà cháu vẫn còn chưa biết nói. Ơn thứ nhất, xong là ơn thứ hai là chồng con thì bị sơ gan từ 2016, xong tháng 8 vừa rồi là đi viện ói ra, hạt ra máu, đi soi sơ âm lại, họ bảo là sơ gan ấy đã khỏi, là bây giờ là viêm phổi và gan nhiễm mỡ và thế. Con rất là ơn Chúa cho chữa lành cho chồng con cái viêm sơ gan. Xong là ơn thứ ba là con là bị viêm xoang từ phát hiện từ 2015, xong là năm ngoái thì con đã mổ rồi, chưa được một năm đến tháng 5 vừa rồi là bắt đầu tái phát lại. Xong là con đi khắp bệnh viện khắp nơi cứ bảo là bệnh của con là không chữa được, nó không khỏi đâu, chỉ uống thuốc chỉ có giảm là 30% thôi. Thế xong là con mới đi khám đến bệnh viện thứ năm ấy, con gái của con mang cho con một cái đài, xong con mang đi, bây giờ bệnh viện nào cũng không chữa khỏi cho được thì chỉ có đến với Chúa thôi. Bác sĩ còn bảo con là ôi dồi, thế này thì ai cũng đi theo Chúa hết, nhưng mà nếu mà muốn đi thì qua sinh nhật thì mới đi nhá. Sinh nhật thì qua rồi, 24 tháng 6 nè. Bây giờ nếu mà tháng 7 có người lên Cha Long lờ thông xin thóp thì em sẽ đi thôi bác sĩ ạ. Bây giờ năm bệnh viện rồi ai cũng bảo không chữa được đấy. Con cảm ơn Chúa đã chữa hết bệnh tật cho con, và bây giờ con xin Hallelujah. Tại sao đây? Hallelujah. Con là đạo công giáo hay đạo gì? Con là người ngoại đạo, cha. Thế xem một người dân tộc Thái ngoại đạo mà lên nói chúng ta nghe có thấy gì là ngoại đạo không? Không, mở miệng ra là Chúa, mở miệng ra là tin, mức độ ngồi dám thách đố một bác sĩ mà. Bác sĩ bảo nếu mà như vậy thì người ta theo đạo hết. Cô này bảo, tôi được ơn Chúa chữa, tôi nói tin sinh như vậy. Cho những người bác sĩ họ hay kiêu ngạo, họ cho rằng là do cái khéo léo của họ mà họ không biết rằng ngay cái đầu óc của họ cũng là do Chúa ban cho. Mọi cái trên trời đất này chúng ta đọc trong bài đọc một, cái vũ trụ này Chúa biết hết chứ không hiểu hết. Còn con người thì không biết tường tận mọi chuyện đâu, đừng có kiêu ngạo mà phủ nhận quyền năng của Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Đây là cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Đây là, con có biết đọc tiếng Việt không? Có con, đọc tiếng không? Con gái của con đi xin về cho con, có biết đọc. Đọc tiếng gì? Kinh Lạy Cha Hàng Hiếu. Lạy Cha Hàng Hiếu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con dâng lên giáo cha là Đức Giêsu Kitô. Xin cha Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin xa thương xót chúng con và toàn thế giới. Đây, để tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Để chúng ta đeo thằng chuỗi này y như là đạo gốc chứ chẳng phải đạo vừa. Đây là móc quá lòng Chúa thương xót. Con biết hát không? Biết hát không? Biết hát gì? Biết hát tiếng Thái không? Không hợp. Bây giờ con xin cha và cộng đoàn
cầu nguyện cho cháu ngoại của con. Rồi, hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc mừng cho con nhé. Rồi, xin Chúa chúc mừng cho con. Một người ngoại đạo mà đọc kinh lòng Chúa thương xót còn thuộc hơn người khác.